chơi đi. Ê, quýnh khói đâu, quýnh khói đâu. Phủ chứ, phủ chứ, quýnh khói chứ. Phủ này phải không? Phủ cái mặt trắng đó. Alo. Alo, quýnh vô Ngọc Khang này, cả nhà áp nhau đi rồi em. Rồi, anh kia. Không, để gửi khách đã, để khách có trả lời đã, rồi báo em nhanh liền nha. Đợi nha, nó đang coi đó. Quá, thằng ơi. Hồi đó là họ xin cái gì bộ? Họ thích cái tóc này nè, tóc cái hương nè. Rồi, không mà làm sao đây? Em làm cho nó cao lên tận hơi luôn. Anh giỡn với em vài. Em qua đi. Lớn hả? Giỡn cao lớn hả? Sao vậy? Chạy đi xong rồi đi lắm mi tây du ký luôn. Chạy đi xong cũng tây ký nha. Không có được cổ. Ừ, bài sau đó tóc được không? Bài sau đó tóc được không? Bài này lót như thế. Em tự cãi thầy bài. Tự cãi. Chạy điểm mà cãi bài. Nước mỏi, nước mỏi ra. Cổ đồng giảm ra. Ai có nhu cầu trang điểm khách tướng quan nha. Đừng qua mấy người bên cạnh nha. Rồi. Ác. Cậu nhận hứng chùa đã ghê ta. Cũng sợ hứng phấn nào.